Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bếp Xanh. Một cái sản phẩm lò vi sóng với sự kết hợp giữa chất liệu inox và kính đen chắc chắn sẽ giúp chân bếp của các bạn thu hút và nổi bật hơn rất nhiều. Và đây cũng chính là chiếc lò mà chị muốn giới thiệu các bạn trong video ngày hôm nay. Đây chính là lò Maloka MW927i. Các bạn đừng bỏ lỡ trong video ngày hôm nay để khám phá những điều thú vị nhất về chiếc lò này nhé. Lò vi sóng Maloka MW927i là sản phẩm lò được lắp âm tủ, thiết kế vô cùng gọn gàng. Lò sẽ được kết hợp giữa chất liệu là inox và kính đen để mang lại cái điểm nhấn cho gian bếp. Về cơ chế điều khiển thì lò sẽ được trang bị cái hệ thống phím ở bên phải cũng như là cái màn hình đèn LED ở đây để các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Về thiết kế thì lò vi sóng Maloka 927i nó có một thiết kế rất là khác biệt so với những cái chiếc lò khác. Tức là nó có một cái thiết kế rất là rõ ràng bởi vì nó phân ra từng cái vùng của lò rất là riêng biệt. Là phần trên thì chúng ta sẽ có một cái phần viền inox chạy dài theo cái thiết kế của máy. Đây là một cái điểm nhấn rất là sang trọng để giúp cho lò nó sẽ bắt mắt hơn. Phần giữa thì chúng ta sẽ có một cái khoang lò cũng như là cái bảng điều khiển bằng đèn LED ở đây rất là dễ quan sát. Và ở bên đây chúng ta sẽ là hệ thống dãy phím cơ để các bạn có thể điều khiển lò. Những chiếc lò khác thì thường sẽ trang bị cho các bạn một cái nút ấn là các bạn có thể mở nắp lò ra. Nhưng riêng với lò 927i thì Maloka đã rất là tinh tế khi trang bị cho lò một cái thanh tay nắm cửa bằng chất liệu inox. Cầm rất là vừa tay như thế này để các bạn có thể mở lò vô cùng nhẹ nhàng mà không cần phải dùng quá nhiều lực. Với thiết kế này thì giúp cho các bạn chủ động hơn khi mở nắp lò cũng như là chúng ta sẽ biết dùng lực như thế nào để chúng ta mở nắp lò ra nó sẽ an toàn hơn. Ở trong khoang lò sẽ được Maloka trang bị là cái phần khoang hoàn thiện từ chất liệu inox, rất là bền bỉ, sáng bóng và giúp các bạn dễ dàng vệ sinh hơn sau khi chúng ta đã nấu ăn xong. Đặc biệt là cái phần khoang lò được thiết kế rất là độc nhất, với những mặt phẳng như thế này không có quá lồi lõm nên cái việc vệ sinh là vô cùng dễ dàng. Điểm cộng cho cái phần khoang lò sẽ được Maloka trang bị là cái phần đèn LED ở bên trong để giúp các bạn dễ dàng quan sát cái thức ăn ở bên trong lò đã chín hay chưa để chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ và thời gian cho nó phù hợp. Ngoài ra thì bên trong khoang lò sẽ được trang bị thêm cho các bạn là một cái vỉ nướng để giúp chúng ta thực hiện những cái món nướng nhẹ rất là thuận tiện, cũng như là một cái đĩa quay. Thì khi các bạn đặt đồ ăn vào trong cái đĩa này thì đĩa nó sẽ xoay 360 độ, giúp thức ăn ở bên trong nó sẽ chín đều tất cả các mặt hơn. Ở bên phải của lò là hệ thống bảng điều khiển bằng phím cơ, rất là trực quan và dễ sử dụng. Bắt đầu từ phím trên cùng thì các bạn sẽ chọn cái chức năng của lò. Thì khi các bạn ấn vào thì màn hình bên đây nó sẽ hiện chức năng cũng như là cái phần công suất. Thì các bạn có thể tùy chỉnh mức công suất là từ 50, 30 hoặc là 80 phụ thuộc vào cái món ăn của mình. Thứ hai là bên đây sẽ chúng ta sẽ có một cái nút để các bạn có thể rã đông theo thời gian hoặc là rã đông theo khối lượng của thức ăn. Thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh tăng giảm phù hợp với cái thức ăn của mình. Và bên đây là cái nút để các bạn hẹn giờ. Trong trường hợp là các bạn đã biết được cái món ăn mình cần là nấu bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ thì các bạn sẽ chọn chiếc phím này và chúng ta cũng tăng giảm để chọn cái giờ nấu. Ở đây là nút để các bạn stop, có nghĩa là các bạn sẽ ngưng chương trình. Cũng như là nếu như các bạn cần hâm nóng nhanh thức ăn thì các bạn sẽ chọn nút này. Thì lò sẽ tự động hâm nóng trong vòng 30 giây. Thì các bạn có thể bấm thêm thì mỗi lần bấm sẽ tăng lên 30 giây, rất là tiện lợi. Về phần mặt kính của lò thì lò được trang bị cái lớp kính rất là dày, có khả năng là chịu lực rất là tốt và không có bị lực nó nhiệt nó bị thoát ra ngoài á. Cho nên là trong quá trình lò hoạt động thì cái phần bên ngoài nó không có bị nóng, giúp các bạn an toàn hơn khi chúng ta chạm tay vào mặt kính. Bên cạnh đó thì cái phần mặt kính này nó sẽ trang bị thêm một cái lớp kính trong để khi các bạn đậy nắp lò lại thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát được cái màn hình đèn LED ở bên trong hơn. Với mức giá chỉ hơn 10 triệu thôi thì lò Maloka MW927i sở hữu một thiết kế lắp âm tủ rất là gọn gàng, chất liệu inox phối kính đen vô cùng sang trọng, hệ thống bảng điều khiển rất dễ sử dụng cũng như là được trang bị màn hình đèn LED để các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn cái chức năng cũng như là thời gian nướng. Và với thiết kế lò rất là sang trọng như thế này thì các bạn có thể dễ dàng kết hợp lò vi sóng với những sản phẩm lò nướng có thiết kế là màu đen với chất liệu inox tương tự luôn. Nếu như yêu thích sản phẩm này thì các bạn hãy đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được trải nghiệm cũng như là mua hàng trực tiếp, hoặc các bạn có thể gọi hotline 1800 6775 để được nhân viên Bếp Xanh tư vấn chi tiết hơn, hoặc các bạn cũng có thể tham khảo sản phẩm và đặt hàng online tại website www.bepxanh.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.